Của hai đứa ấy nhờ. Mon ăn ngon thế nhờ. Chắc là Mon thích sô-cô-la, vị sô-cô-la lắm đúng không? Tại vì em biết là Mon thích sô-cô-la nên là nãy em chọn vị sô-cô-la ấy. Hôm sau chị em mua nửa cho nhá. Mi ăn thêm đi này. Muốn ăn nửa thì cứ nói chị Trang, chị ăn lấy cho nhé.